Thế đấy thì không không bị ngứa nữa. Con môi mấy ngày đầu là hết ngứa luôn. Hết rát chứ, còn Hết còn rát, ngứa hết mà. ngứa, không không ngứa, không để ngứa. À, thế là tức là bây giờ hết ngứa luôn. Vâng. So với trước thì sao? Thì ok hơn nhé, môi nó không bị khô. Khi sờ cái phần như thế này nó cũng không bị khô, mà nó như là môi bình thường ngày trước ấy. Ở cái lúc mà cháu bị cái bệnh đấy thì môi nó lúc nào cũng khô, nó căng rát. Nhưng mà dùng cái lọ để bé bôi mấy hôm đầu là hết hết sạch ngứa thôi, hết sạch ngứa đi rát. Bị lâu chưa? Cháu mới bị từ cuối tháng năm rồi, cháu xong à cháu phun môi là vào khoảng giữa tháng tư, cuối tháng năm thì bắt đầu là lần đầu thì cháu phun là khử thân rồi chứ, lần thứ hai bắt đầu người ta đi một màu hơn thì vừa mới một tháng sau nó bị luôn, nên là người ta cái vết tràn đen, thì khả năng bị tăng sắc tố cái vết đấy. Ôi thế à? Nhưng sau đấy cháu uống thuốc đánh vào thì các cái da tay nó còn da nó còn được khô với ngứa, nhất là hai cái tay nó khô bong, bây giờ mình đỡ hơn một chút rồi. Bác sĩ trở đến bác sĩ cũng chỉ kê mua cháu một lọ dinh dưỡng chứ không chỉ sản xuất như mình. Cái phần da ở bên tay này thì giờ nó cứ khô hết cả đi, khô cả chóp vảy ra ấy. Cái này thì hết mụn nữa à? Mụn nữa. Đây là một cái viền môi này, viền này nó bị đỏ lại đấy, cái viền này nó hơi đỏ. Lên nước nó không nếu mà bôi nó sẽ ngứa lăn tăn nó hơi hơi rát hơn. Còn nếu mà hôm nay mình dùng cái son con thiên nó chỉ thì nó sẽ không ép hơn các loại son khác, nhưng mà hôm hôm nay dùng nó bụng nó nổi hết xung quanh các cái viền này. Vâng. Chúng ta chị cũng bị bong nữa. Đấy, ở cái phần tay tự nhiên nó khô 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 ren sao nó bong hết cả vảy tay ra. Bây giờ nó đỡ rồi đấy. Ta bị dùng thuốc nó bong không? Cháu điều trị cái này thì cháu sẽ dừng hết cả những thuốc chỗ khác lại cho cô nhé. Chỉ dùng thuốc của cô thôi nhé. Cảm ơn cháu. Thế đấy thì không không bị ngứa nữa. Con môi mấy ngày đầu là hết ngứa luôn. Hết rát chứ, còn hết còn rát, ngứa mà. Nó không không ngứa, không để ngứa. À thế là tức là bây giờ hết ngứa luôn. Vâng. So với trước thì sao? Thì ok hơn nhé, môi nó không bị khô. Khi sờ cái phần như thế này nó cũng không bị khô, mà nó như là môi bình thường ngày trước ấy. Ở cái lúc mà cháu bị cái bệnh đấy thì môi nó lúc nào cũng khô, nó căng rát. Nhưng mà dùng cái lọ để bé bôi mấy hôm đầu là hết hết sạch ngứa thôi. Hết sạch ngứa đi rát. Nhưng còn cái chất môi là cô thấy nó ok hơn nhiều hơn. Mọi người cũng bảo là nó cũng không chính xác, nó vẫn cái lượng côn là thế, nhưng mà có thể dị ứng. Đúng rồi, nhưng mà tức là bây giờ ngày trước cháu đến đây là hôm đến là môi rất thâm. Vâng, đúng rồi. Thâm bởi nó không còn cơn màu môi bình thường, ngoài trông nó rất thâm, nhưng hôm nay nó là hồng. Sắc môi rất hồng rồi. Hồng hồng nhé. Khá khá thì nói chung phải là ít đâu. Nhá. Thế cái này là sức điều trị. Hồi trước này nó khô, nó mứt này, mứt một người mùi này. Bây giờ nó đã ăn đỡ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là sắc hồng nó trở lại. Cháu không dám dùng son thì sợ nó chịu. Đúng rồi, đừng dùng son bộ khi đang dùng sức của cô nhé. Khi nào mà dùng. Nhưng mà thực ra là bây giờ cháu không dùng nữa thì môi cũng không có vấn đề gì ấy. Tức là rất là sắc, nó rất hồng rồi.